do đó có đại bồ tát đắc an trụ pháp dị thục sanh như thế thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi phật ở chỗ các đức phật cung kính cúng dường thức ăn uống y phục tràng hoa hương xoa hương bột xe cộ anh lạc tràng phan bảo cái phòng xá đồ nằm kỹ nhạc đèn đuốc và đủ các thứ đồ dùng thượng diệu của trời người cho đến thiện căn vô tận cho đến sau khi nhập niết bàn xá lợi và các đệ tử vẫn còn được cung kính cúng dường đủ thứ mà sức thiện căn vẫn chưa hết lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn nếu tất cả Pháp đều không có sở đắc thì bố thí, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự bát nhã, ba la, mật đa và các thần thông có gì sai khác Phật dạy, này thiện hiện đã không sở đắc thì bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa và các thần thông đều không sai khác vì muốn khiến kẻ có sở đắc kia xa lìa nhiễm trước nên phương tiện tuyên thuyết bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa và các thần thông có tướng sai biệt cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn vì nhân duyên gì mà không sở đắc thì bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa và các thần thông đều không sai khác phật dạy này thiện hiện đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng chấp trước sự bố thí chẳng chấp trước người bố thí chẳng chấp trước người nhận chẳng chấp trước vật bố thí mà hành bố thí chẳng chấp trước tịnh giới mà giữ tịnh giới chẳng chấp trước an nhẫn mà tu an nhẫn chẳng chấp trước tinh tấn mà tu tinh tấn chẳng chấp trước tịnh lự mà tu tịnh lự chẳng chấp trước bát nhã mà tu bát nhã chẳng chấp trước thần thông mà tu thần thông chẳng chấp trước bốn niệm trụ mà tu bốn niệm trụ chẳng chấp trước bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo mà tu bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chẳng chấp trước pháp môn giải thoát không mà tu pháp môn giải thoát không chẳng chấp trước pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng chấp trước bốn tịnh lự mà tu bốn tịnh lự chẳng chấp trước bốn vô lượng bốn định vô sắc mà tu bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng chấp trước tám giải thoát mà tu tám giải thoát chẳng chấp trước tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ mà tu tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ chẳng chấp trước tất cả pháp môn tam ma địa mà tu tất cả pháp môn tam ma địa chẳng chấp trước tất cả pháp môn đà la ni mà tu tất cả pháp môn đà la ni chẳng chấp trước mười địa bồ tát mà tu mười địa bồ tát chẳng chấp trước năm loại mắt mà tu năm loại mắt chẳng chấp trước sáu phép thần thông mà tu sáu phép thần thông chẳng chấp trước mười lực phật mà tu mười lực phật chẳng chấp trước bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng mà tu bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng